khi mà mệt mỏi thì người đàn ông họ thực sự cần cái gì. Mà bác sĩ Hoa chỉ suốt ngày bênh phụ nữ thôi, hôm nay chúng ta sẽ bênh đàn ông một chút nhé. Thực ra là đàn ông rất là đơn giản và họ giống như một đứa trẻ có râu, có nghĩa là tâm hồn của họ y xì như một đứa trẻ nhưng mà trong một cái thân hình của một người lớn, và họ rất dễ bị tổn thương, họ rất là khó để chịu cái stress giống như phụ nữ. Phụ nữ của chúng ta có thể 3 đầu 6 tay, làm vừa chăm con vừa làm việc nhà, mà mình không bao giờ mình có thể hiểu được tại sao các anh ấy không thể vừa chăm con và vừa làm việc nhà giống như mình, bởi vì cái não bộ của họ khác mình. Cái não bộ của người đàn ông họ có từng ngăn một, và họ chỉ làm được một việc đấy duy nhất thôi, khi cần đến thì sẽ mở cái ngăn đấy ra và lấy. Khi họ đang làm việc thì không, các ngăn khác nó đóng lại, và nó không giống như phụ nữ của mình, nó giống như là cái não bộ của phụ nữ của mình nó giống như một cái tủ quần áo đang được hỗn độn lên ấy, và mình vứt tất cả vào trong cái đống đấy, nên là khi nào cần lấy thì mình sẽ bới, và nhưng dù sao mình vẫn làm được rất nhiều việc cùng một lúc nhưng nó lộn xộn. Còn nam giới là họ logic hơn nhưng nó lại từng ngăn một, từng việc một. Và cái việc này nếu như chúng ta không hiểu thì luôn là cái sự tranh cãi giữa hai vợ chồng thôi. Và khi người đàn ông họ mệt mỏi, họ đang có những cái kiệt quệ trong tâm hồn của họ, trong sức lực của họ, họ cần gì? Cần nhất một cái hang. Cái hang là cái gì? Là một cái khoảng không gian. Và cái này bản thân mỗi gia đình mỗi bác sĩ Hoa nghĩ là mọi người nên, hai vợ chồng nên thỏa thuận với nhau. Tức là khi nào mà anh thực sự cần một cái không gian riêng ấy, nó giống như một cái hang thỏ để anh trốn vào. Thế không phải là mọi người sẽ phải làm ra một cái hang, nhưng ít nhất là một cái khoảng không gian nào đấy mà khi mà người đàn ông chui vào đấy, nghĩa là ok, anh đang cần một cái hang đúng không? Anh cứ ở đấy trong vòng khoảng tầm 30 phút đi, xong lúc sau ra thì chúng ta sẽ chia sẻ rau. Và người đàn ông ấy, khi họ mệt mỏi, họ không có thể khóc được, họ không có thể kêu gào được, họ không có thể đi buôn chuyện với bạn bè. Thực sự nha, nam giới khi mà gặp nhau trên bàn nhậu họ chỉ nói những chuyện linh tinh thôi, chứ họ không có thể tâm sự được sâu đâu, vì nó sẽ như kiểu nó rút ruột ra để thể hiện cái phần yếu đuối nhất trong tâm hồn họ. Họ không làm được cái việc đấy đâu, vì họ luôn luôn bản lĩnh đàn ông mà họ luôn luôn nói là tao là khỏe, tao là mạnh ấy, nên họ không có thể lôi được cái yếu mềm của mình ra, mà họ cần tự chữa lành cho bản thân mình bằng cách là trốn vào cái hang đấy, sắp xếp lại mọi thứ, ngăn nắp lại, dọn dẹp lại từng ngăn tủ quần áo. Sau đấy khi đã điềm tĩnh trở lại được, họ lấy lại được rồi, họ chữa lành được rồi, họ có thể đi ra. Và lúc này người vợ thực sự mới phát huy cái tác dụng của mình, đấy là ngồi lắng nghe họ chia sẻ. Và thật ra nam giới họ cần cái gì? Họ cần cái ôm nữa. Không nói nhiều khi nói làm cho họ cảm thấy họ bị kiểu yếu đuối quá ấy. Nhưng chỉ cần một cái ôm thôi, và cái ôm đấy của một người vợ nó mềm mại, của một người vợ mà yếu đuối hơn họ nữa, thì tự nhiên họ lại cảm giác là hình như họ che chở được cho một người phụ nữ, họ cảm giác họ mạnh hơn. Và cái ôm đấy nó sẽ làm cho cái cảm xúc của người đàn ông lúc đấy họ cân bằng trở lại, nên khi mà các anh ấy gặp căng thẳng ấy, sẽ cho các anh ấy một khoảng không gian nằm yên ở trong đấy, và lúc sau ra thì mình sẽ ôm. Và mình không cần phải nói gì, động chạm gì đến đâu, nấu một bữa ăn thật ngon, cũng rủ nhau đi đâu đấy xem một bộ phim nếu như hai vợ chồng thích, hoặc là đi đâu đấy ngồi uống một cái cà phê, mình nói về những chuyện vui vẻ. Và đến khi nào các anh ấy thực sự sẵn sàng thì các anh sẽ chia sẻ.